mình còn tâm lý hơn cả con. Mình còn tâm lý hơn nó. Quay run tay. Run cả tay à? Rồi anh cảm ơn, em cảm ơn. Vâng vâng, quay hết mà, bấm hết mà. Lượt một là 35, 7 mấy đó. Linh được bạc rồi, Linh được bạc rồi. Bạc hoặc là đồng, 2 hoặc 3 thôi. Vì là cái con kia là anh không nhìn rõ là nó con bằng Linh hay là sau Linh. Về 2 hoặc 3 đấy, vì là em nhìn em không nhìn rõ cái em không nhìn rõ cái đứa là lộn, nó chạm tay gần như bằng nhau mà. Kém một quả thôi, hôm nay chúng tôi chỉ 3633, chỉ còn 4343. Anh ghi hiểu em nhé. Đây là đang đứng Trường Giang. Trường Giang. Trường Giang là số 6 đúng không anh? Đàn số 6 đó. Trường Giang anh xem làm mấy?
6. 42 với 63. 42. Anh ghi 42. 42, 42, 63. Ô 5 là 38, 57. Anh ghi luôn là mấy cái bạn... Đây. Anh đọc cho anh ghi. Anh đọc anh ghi. Anh đọc ghi. 546 mình phải ghi lại nè. Đọc ở đây là rồi rồi. Đâu thì nó đâu. Đấy cái gì? Tất cả cái này mình ghi mình ghi đấy. Anh đọc thôi. 546 mình ghi luôn trên này 5. 6 là thứ tự của đích nha. 5 của nó là 30. 38 là trên nhất thứ ba thì mình chỉ đọc thì nhất thứ ba thôi, có tên của mình ghi chỉ ghi đứa cà cà thôi, đứa cà cà nó ghi thì khoảng ba đứa đầu thôi, những cái đứa của mình thì mình cố gắng mình ghi nó vào thì nó... mình là thứ mấy nè, mình thứ mấy nè, thứ sáu bây giờ, thứ sáu con giang còi nếu mà nó bơi là khả năng nó về thứ tư được quy chương vàng nếu mà theo anh bấm còn người trọng tài nó bấm mình chưa biết đâu được nó là thằng tư nó bơi 42 còn kia nó 45 à 43 còn Linh đâu ạ? Còn Linh số đường bơi số 3 thiếu người không thiếu quân Linh vắng 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 ra này bỏ đúng không? Đâu nó bỏ từ lâu rồi. Nhưng danh sách không có. Tiểu học 35 rồi.
Câu 4 là 40-60. Mà câu 2 là 45-64. Bạn nó bơi 35 đấy. Rồi, anh bấm là bao nhiêu? 365. 365 à? cái dây dưới đáy là nó xô rồi. Nó xô nhưng mà cái dây là người ta để dây lại, dây dưới đáy người ta phải buộc gạch liên tục á. Và đến lúc nó không chuẩn ấy. Nó chuẩn, chuẩn sợ nó lặn. Cái đứa này thứ tư cũng 4 năm mấy nhưng mà không ghi đứa thứ tư để xem. Nó bơi 35 rồi. 35. Bơi vào làm để đầu lắc cái gì nhỉ, đầu nó không ổn định, đầu nó mà thẳng cái gì. Nó vận sức đầu nó lắc cứ ghế cũng được. Xem là mình làm mấy. Rồi nhá. Đã đến đâu? Năm tám. Ba bảy, ba bảy. Năm tám, năm hai. Ba bảy, năm hai. Đây là lứa bao nhiêu đây? Đây lứa 14-15 nam. Đâu đó, lứa mà. Đang lứa mà.